Kính bạch Thầy, theo quan niệm dân gian, đầu năm đi vay, cuối năm đi trả. Đầu năm người ta đều đi đền, đi chùa để kêu cầu xin được phù hộ độ trì, như là hình thức vay vốn giúp cho việc kinh doanh sản xuất buôn bán thuận lợi, may mắn. Và có vay thì cũng phải có trả. Cuối năm làm ăn được thì họ lại đi lễ tạ. Con không biết là đi vay như thế thì có giúp cho việc kinh doanh buôn bán được thuận lợi hay không ạ? Xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được hiểu. Phật tử này hỏi rằng, trong quần chúng nhân dân thì có cái tục truyền nhau là đầu năm đi đến đền chùa để đi vay, lễ Phật, lễ Thánh để vay vốn, cuối năm rồi đi trả. Mà chúng ta cũng thấy đặc biệt nhất là đền Bạc Chúa Kho. Mọi người rất là hay đi đến đó để vay vốn Bạc Chúa Kho. Thầy cũng có mấy anh bạn làm kinh doanh cũng bảo rủ nhau đi Bạc Chúa Kho để vay vốn đầu năm. Đương nhiên vay thì phải trả, cái luật ở đây thế, vay thì phải trả, và cuối năm thì đi trả. Thế thì Thầy cũng có mấy anh bạn kinh doanh thì trước đây anh cũng thấy đi vay, Thầy cũng khuyên rồi, bảo không cần phải thế. Ai mà không phải đi vay thế thì mới có lộc. Đây là vay được lộc Thánh thì làm ăn nó mới ra lộc. Thế nhưng mà Thầy cũng có gặp anh bạn ấy, anh bảo có năm nay khó khăn quá, nghe không? Quá khó khăn luôn. Ở trên khó khăn rồi thôi thì lại khất các cụ không đi trả nữa. Đó. Thế Thầy bảo, thế anh bảo đi vay anh có lộc, thế mà sao vay lại làm ăn khó khăn? Mà đúng là Thầy nói là kinh doanh, cái anh ấy là làm về bất động sản. Đúng cái đợt bất động sản nó xuống giá thì cho nên là anh thua lỗ trầm trọng luôn, suýt nữa là phá sản luôn đó. Thế thì bảo đấy cũng đi vay vốn của vay đền Bạc Chúa Kho đấy. Thế thì vậy thế nào? Cái điều này hoàn toàn đối với trong Phật Pháp thì hoàn toàn cũng là một việc mê tín không đúng nhé. Phật Thánh có cho mình vay thật không? Các ngài làm gì có tiền mà cho, làm gì có tiền mà cho mình vay? Tượng Phật, tượng các vị thánh hiền cũng thế, đâu có các ngài là tượng, chứ còn mình có thấy Phật hiện ra để cho mình tiền vay đâu, xuất tiền cho mình vay đâu. Thế thì chẳng cần đến ngân hàng nữa, nghe không? Thế cho nên cái việc này nó không hợp lý. Thế là giờ bảo đi vay bằng cái tiền âm phủ đấy, mang về xong đặt lên ban thờ, đấy gọi là vay, cũng không phải nhé. Thì cái điều này nó chỉ là một cái quan niệm sai lầm nhé. Quan niệm nó cũng là mê tín đấy, nghe không? Rất là mê tín. Mà Phật thì Phật dạy là sao? Cái việc làm ăn kinh doanh của chúng ta nó thăng tiến hay là thất bại, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó có cái yếu tố thứ nhất ấy là phước đức của mình, phước báu của mình. Cái người ta phước báu đến kỳ nó trổ quả thì mọi việc nó may mắn, hanh thông, thuận lợi. Cho nên người ta gọi là phước trí tâm linh, nghe không? Phước trí tức là khi phước báu nó đến thì tâm nó linh thông, tính toán mọi việc nó đâu ra đấy, tính cái gì trúng cái đó, làm cái gì được cái đó. Thế còn họa lai thần ám, khi họa mà nó đến thì thần trí nó hôn ám, nó không tính ra được việc. Đó. Nên đối với nhà Phật rất rõ. Cho nên ý, trong cái kinh doanh thế, nó phụ thuộc vào cái phước báu của mình rất là nhiều. Người mà bạc phước ý, thì làm việc nó khó được, khó thành. Là như vậy. Nhé. Thế rồi còn phụ thuộc vào trí tuệ mình, rồi vào nhiều các mối quan hệ nữa. Nó phải vận động rất nhiều thứ. Nhà. Nếu mà mình không có trí tuệ, không biết tính toán gì cả, cứ ý ra đấy thì làm ăn có được không? Không được. Vào. Cho nên ấy, cái việc kinh doanh nó không phải đơn giản là đi vay vốn, đi đến chùa, đi đến đền, xin vay tiền của Phật, của Thánh, mà tiền là tiền âm phủ, rồi về để mà chúng ta kinh doanh, chúng ta sẽ phát triển được cái đó, hoàn toàn là không đúng. Nhớ, cho nên với đạo Phật chân chính, ấy, chúng ta hiểu được Phật Pháp chân chính, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải chăm tích lũy phúc báu, nghe không? Rồi trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, chúng ta cũng thế, phải thật là tổ chức thật tốt và một cái bộ máy thật tốt, rèn luyện anh em cán bộ công nhân viên được những cái đạo đức kinh doanh thật tốt. Chúng ta làm tốt, rồi chúng ta có những cái cách tiếp thị với thị trường, người ta gọi là marketing đấy, làm thật tốt. Những cái đó thì chúng ta sẽ phát triển tốt thôi, nghe không? Nó rất là đúng. Thế là bên cạnh đó mình cũng phải có cái phúc báu đấy, phải tích lũy phúc báu, nó sẽ trợ duyên cho nhé. Chứ không phải cứ đi vay như thế xong rồi lại phải trả. Cũng có rất nhiều người là không trả được đấy, không dám đi lễ trả, mình lỗ vốn, mình phá sản rồi có đi trả gì đó. Đấy, thế thì cái điều này là Thầy xin trả lời cho các quý Phật tử để chúng ta tránh một cái quan niệm sai lầm, một cái lòng tin nó mù quáng nhé.